quạt nó cảm biến anh em nhé. Cho nên là đánh khi nào nó nóng lên đủ độ nóng của nó là 70 độ thì nó bắt đầu là quạt nó bắt đầu quay. Cho nên là anh em khi sử dụng gia đình cái dòng này nó rất là hợp lý anh em nhé. Đấy, rất là êm. Đấy, không quạt không quay, nó không gây ra cái tiếng ồn không mong muốn cho anh em khi mà sử dụng ở trong gia đình mình nhé. Nhất là bác nào mà có sở thích là nghe nhạc vào đêm khuya đấy, thì rất là yên tĩnh. Thì cái tiếng quạt này nó sẽ gây ra cái tiếng ồn. Thì cái dòng này là dòng cảm biến quạt đấy, cho nên là anh em yên tâm sử dụng đấy. Mình đánh như vậy mà nó không chưa đủ lực để quay quạt anh em nhé. Đây, này, quay quạt này đấy, đây mình có thể mở lại một đoạn nhé. Tình tranh yêu thương nhân dân, chẳng